Chùa Vĩnh Bình tọa lạc tại ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Chùa Vĩnh Bình được nhân dân trong làng thành lập vào năm 1957. Sau đó thỉnh tượng Phật về tôn trí, ngày ngày đốt hương lễ bái và đề cử bà Trần Thị Huyền làm thủ tự. Đến năm 1970, bà Huyền qua đời, ngôi chùa từ đó không người nhang khói cho Phật. Năm 1987, sư cô Diệu Tánh về chùa lo nhang khói tụng kinh niệm Phật. Sư cô viên tịch vào ngày 18 tháng 3 năm Canh Ngọ năm 1990. Chùa quê vang vọng tiếng chuông ngân, khói hương lan tỏa chốn xa gần. Diệu giác tâm kinh năng trì tụng, tánh khai sáng tỏ án mây mù. Năm 1990, bà Phan Thị Tửu tới lui nhang khói, quét dọn ngôi chùa. Sau đó, bà cũng mãn phần vào năm 2005. Bà Huỳnh Thị Ánh tiếp tục thay thế gìn giữ ngôi chùa vào năm 2005. Vì tuổi cao sức yếu, không đủ sức khỏe để lo cho tam bảo, bà cùng nhân dân địa phương thỉnh Đại Đức Thích Thiện Thành, là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, trụ trì chùa Long Đức, thị xã Gò Công, về trụ trì. Ngôi chùa lúc này vẫn chưa sinh hoạt theo giáo hội Phật giáo. Năm 2006, với cương vị là một tu sĩ Phật giáo, Đại Đức Thích Thiện Thành đã cùng Phật tử tại Bổn Tự làm đơn xin gia nhập ngôi chùa vào giáo hội. Sinh hoạt theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được các cấp chính quyền tạo điều kiện, sự thống nhất của Ban đại diện Phật giáo huyện Gò Công Tây, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang chấp thuận bổ nhiệm trụ trì cho Đại Đức Thích Thiện Thành theo quyết định số 064 ký ngày 21 tháng 5 năm 2007. Với trách nhiệm thiêng liêng cao cả mà giáo hội giao phó, Đại Đức Thích Thiện Thành tinh tấn tu học, tiếp tăng độ chúng, hành trì quy củ thiền môn. Tăng chúng xuất gia ngày càng đông hơn. Ngôi chùa không gian quá chật hẹp, không đủ sinh hoạt cho tăng chúng. Ngôi chùa lúc bấy giờ nằm trong mốc lộ giới, đất tranh chấp vì chưa có giấy chủ quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc phát tâm xây dựng lại chánh điện gặp nhiều khó khăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì từ ngày được Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang bổ nhiệm về chùa Vĩnh Bình này làm trụ trì là ngày mồng 6 tháng 2 2007. Rồi từ ngày mà được lãnh cái quyết định của Ban trị sự tỉnh rồi thì cái nguyện vọng của thầy là phải trùng tu ngôi chùa lại. Hồi đó ngôi chùa nó nằm ở ngoài trước cổng chùa, rồi đất tranh chấp, rồi sau đó thầy mới mua hai công đất thầy xây dựng, hoàn thành là tháng 10 2009. Rồi sau đó thì thầy tham gia các công tác cũng như bên chính quyền, từ thiện xã hội. Thì ở đây thì đa số là tu không hả cô? Bởi vì tối thì chiều 5 giờ rưỡi thì Phật tử ở đây phải về hàng đêm tụng kinh từ cả chừng 30 người. Riêng cái ngày sám hối thì nó cả 70-80. Còn nói gì mấy rằm lớn thì nó quá đông rồi. Đa số là tu ở như địa phương đó, cũng như là tụng kinh là nhiều, chứ còn cái vấn đề thuyết giảng nào này kia thì chưa có. Cảm thông và chia sẻ với Đại Đức trụ trì, bà Huỳnh Thị Nở hoan hỷ chuyển nhượng lại phần đất với diện tích đất 13 sào, cách ngôi chùa cũ 20m, để Đại Đức Thích Thiện Thành lo thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và trùng tu ngôi chùa. Nhờ hồng ân tam bảo gia hộ, sự phát tâm thù thắng của hàng Phật tử, ngôi Đại Hùng Phật Điện được hoàn thành viên mãn vào năm 2009. Ngôi chùa xây dựng theo kiến trúc thống nhất, đầu song hai mái lợp tôn xi măng, vách xây tường, nền lát gạch men, không gian thoáng mát, rất tiện để tăng chúng sinh hoạt và Phật tử bá tánh về tu tập. Thực hiện phương châm giáo hội đề ra, đoàn kết, hòa hợp,
trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Đại đức thực hiện tốt theo sự chỉ đạo của giáo hội, sinh hoạt đúng theo hiến chương, nội quy giáo hội và luật pháp nhà nước. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết ở khu dân cư, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đại đức dần dần xây dựng các hạng mục phụ như nhà tổ, nhà tăng, nhà khách, nhà bếp, khu vệ sinh và các tiểu cảnh ở trong khuôn viên chùa, tạo vẻ mỹ quan cùng góp phần theo sự phát triển chung của quê hương. Ngoài ra, đại đức trụ trì còn làm tốt chính sách an sinh tại địa phương, những ngôi nhà tình thương trao tận tay cho bà con nghèo thiếu nhà ở, nhiều phần quà gửi đến hỗ trợ cho hộ nghèo, người khiếm thị, nạn nhân da cam, học sinh được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vĩnh chấn thiền môn khai pháp ấn, bình tri tịnh thủy sái đàn tràng, thiện tính giảng lai an tánh thể, thành trì giới đức bước đầu tiên. Hiện tại đại đức Thích Thiện Thành giữ chức vụ phó trưởng ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, tích cực tham gia các hoạt động của Phật giáo huyện nhà, góp phần làm tốt đời đẹp đạo.